Xin chào mọi người nghe tới kênh Hội Ngộ Miền Tây TV nha. Hôm nay mình quay thay nước lương cho mọi người xem nha. Mình quay hồ lương cho mọi người coi nha. Đây, hồ lương của mình nha mọi người. Bây giờ là lương nó nằm ở trong cái cục đó đó. Mọi người thấy không? Đó, giờ lương nằm trong cục đó với nó nằm theo mấy cái này nè. Đó, nó bò kìa mọi người. Đó nha. Đó, con lườn đó, nó lú 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 đậu mọi người thấy không? Còn đây là cái ống nước ga của mình nha. Nghe mọi người. Cái ống nước ga của mình xả nó. Cái tẩy này thấy không? Dẫn vô trong đây. Đó nha mọi người. Chảy vô cái mương này luôn. Nghe mọi người. Mấy mương này là mình có nuôi ốc bươu vàng nha. Mình nuôi ốc vàng mình vớt cho nó ăn luôn nha, vòng vòng mương vườn này nha. Đây trong đây mình có thả một mớ ốc bươu vàng vô đẻ nó nở luôn nha mọi người. Đó. Thả vô đó đẻ mà nở ra con ốc bươu vàng bỏ vô chung luôn. Con nào ăn được cho nó ăn chung luôn. Nó ăn được nó ăn. Còn ăn không được thì cái con tối mình ra lương bự á, mình vớt lễ cho nó ăn luôn. Lương này cả đó nha mọi người. Mọi người thấy không? Vàng đó nha mọi người. Xóa ra can rồi. Rồi nó can rồi mình bơm nước trực tiếp vô cho mọi người xem. Mình xài nước xong không nha mọi người. Ở đây là mình xài nước xong không à. Rồi mình nuôi lươn, mình nuôi lươn xiệt với lươn đập vớn rồi không nghe. Mô hình thay nước lươn của mình đây. Rồi, cái dèo lươn của mình đây mình bỏ ba cái ra muống vô luôn nha. Này cũng trồng trồng mọi người. Này thấy trồng trồng nhiều mọi người. Để mình đi vòng qua đây cho mọi người xem. Mình xuống sầu riêng trong vườn mình luôn. Đó, mọi người. Đó, con lươn mà nó bò mọi người thấy không? Đó, mọi người. Này. Ốc màu vàng bò luôn rồi mọi người. Mình cứ thả bộ vàng thiệt luôn nha. Đó. Có vỏ cũng nhóc trong luôn, nó ăn á, móc cái ngóc nó ăn á, vỏ còn trong nhiều lắm nha mọi người. Là mình thu hoạch rồi mình mới lấy ra luôn, mình không có quậy nó luôn. Đây mọi người, đây, đây, lươn, đó, bỏ nha mọi người, đó, mọi người thấy lươn không? Nó giờ nó nằm ở dưới mấy cái này nha mọi người. Đó. Mình cũng ấy mình bơm đợi cho nó cạn rồi mình bơm nước vô cho mọi người xem nha. Này, mình bơm nước vô hồ nha mọi người. Đó. Nè, lắm rồi nha. Mình bơm từ dưới sông lên nha, nghe đó, có đường nước dẫn motor lên chúng mình đó. Này nha, từ giờ tới con ống mình làm mình tưới cây nha mọi người. Này bơm nước vô hồ vàng vàng nha. Đó. Nè mọi người. Để mình người nói mình nuôi lươn sau nước đục quá, thật sự là mình nước đục thiệt nha, tại vì mình nào cảm thấy đục mình mới thay thôi chứ không có ngày nào cũng thay nha mọi người. Đó, nhìn cái hồ mình cũng biết rồi đó, đó nghe. Đó. Nuôi lươn phẩm thì người ta ngày nào người ta cũng thay hết trơn. Mình thì mà nuôi nào cảm thấy nước nó dơ rồi mình mới thay thôi, đó nghe. Đó cái nồi lưới đó đó mọi người thấy không, ngay chỗ ống nước chảy xuống đó ngay nồi lưới là nồi lưới mình để dành cho lươn ăn đó nha. Nghe mọi người
mình cũng xin quay video tới thay mọi người ơi. Bơm nước cũng chúc nó đầy à. Nhớ đăng ký ủng hộ mình rồi, cho mình một like, cái chia sẻ nha mọi người. Rồi xin chào mọi người nghe, hẹn mọi người video tiếp theo nha.